đội thường độ dốc chuẩn bị xuống cầu, đội thường độ dốc xuống cầu, chặn ngay. Đây là những giây phút nghẹt thở khi lực lượng chức năng đuổi bắt nghi phạm trong vụ vận chuyển hàng chục ngàn viên ma túy trên quốc lộ 9. Chưa đầy 48 giờ từ trưa ngày 21 tháng 11 đến rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 2023, Công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với một số đơn vị liên quan phá 3 vụ án ma túy, bắt 6 nghi phạm và thu giữ tổng cộng 3 kg ma túy đá, 36 ngàn viên ma túy tổng hợp. Trước đó, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 21 tháng 11 trên quốc lộ 9 đoạn qua địa phận khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện Đắk Krông, Công an huyện Đắk Krông đã bắt quả tang Hồ Văn Nguyện, 19 tuổi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp. Để bắt được nghi phạm này, Công an huyện Đắk Krông đã phải bố trí lực lượng rượt đuổi đối tượng. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, cũng trên quốc lộ 9 đoạn qua địa phận xã Đắk Krông, huyện Đắk Krông, Công an huyện cũng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Hồ A Về, 24 tuổi, Hồ Đông Trường, 17 tuổi đang vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp. Đến 3 giờ 15 phút sáng ngày 23 tháng 11, trên quốc lộ 14 đoạn qua thôn Vực Leng, xã Tà Rụt, huyện Đắk Krông, lực lượng công an đã phát hiện 3 người có dấu hiệu nghi vấn. Khám xét hành lý của những người này, lực lượng chức năng phát hiện có 3 kg ma túy đá và 18.000 viên ma túy tổng hợp. Danh tính của các nghi phạm gồm Trần Bình Trọng, 18 tuổi, Nguyễn Quốc Linh, 17 tuổi và Nguyễn Văn Phước, 19 tuổi. Cả 3 nghi phạm này đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.